làm lành, là thoát được cảnh sau này đó, thiên la lưới bùa, thiên tai địa ách, coi như phong ba biển chuyển, tất cả những gì ở trên thiên đều trừng phạt xuống trần gian mình đó, là chỉ có tu, chỉ có cái tu tâm hiền từ bi, không sân si, không tham lam, không đố kỵ, không gì hết, cái tâm không là tất nhiên là được Phật cứu, chứ không có nói chạy ra đâu khỏi, không có chạy chỗ nào chứ, mụ không có trốn ở đâu mới được khỏi, dầu cho bà con không có tu ngộ kế Phật cũng không có thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con cũng là Phật, con cũng là thầy. Dạ, con muốn chào cô Năm. Nam mô Di Đà Phật. Cô chào Dương Cầm, chào Phú 68. Dạ thì kính thưa cô Năm, hôm nay đến đây để nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp. Thì trước tôi nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp, thì hôm rồi cô Tám mình có quay vụ lốc xoáy mà mấy trăm căn nhà của Năm, thì có về mấy mạnh thường quân cũng hỗ trợ thì cũng ít lòng nhiều để cô Năm giúp đỡ cho bà con á. Dạ, đó là cô Nga ở Hậu Giang gửi 1 triệu để trợ giúp cho bà con lốc xoáy, và một người giấu tên gửi 500.000 để làm thiện nguyện trước đó, và một vị nữa là vị Quanh Trường gửi cô Năm là 500 để giúp đỡ cho bà con lốc xoáy cô Năm. Dạ, tổng cộng là 2 triệu nghe con gửi cô Năm. Thì cô cũng cảm ơn là cô Nga ở Hậu Giang là 1 triệu để giúp cho bà con trong cơn là lốc xoáy này nhà sập. Thì cô dự định ở đây thì cô cũng nói lên với một cái cô dấu tên hả? Cô dấu tên 500.000 và Quanh Trường là cô cảm ơn ba mạnh thường quân này. Nhưng mà bây giờ cô nói lên cho bà con các mạnh quân của cô đây á, tại vì bây giờ mình cần nhất là cái để cái tiền mình cất nhà. Còn rau củ thì cũng có người cô thấy người ta cũng cho rất nhiều rồi. Nhưng mà chủ quan trọng là cái nhà mình cần thích nhất. Thiết nhất là để có cái nhà cho người ta tránh mưa tránh nắng ở. Thì cô dùng cái số tiền này đây thì trong vài ngày, chắc không có lâu, trong khoảng chừng 5-6 ngày cô vẽ xong rồi cô đi khảo sát. Nếu mà cô khảo sát mà thật sự gầu đi là cắt một ngày một là xong. Bởi vì cô là đây cái đội của cô, em của cô là nó đội từ thiện từ các nhà tiền chế quen rồi. Thì cô cũng mới vừa cắt 3 căn nhà cũng ở trong cái huyện Lốc Xoáy này, cũng cái xã An Phú, trong xã An Cư có 1 căn với xã Núi Dồi, thì 3 căn là 3 xã đó, mà trong cái xã đang lốc xoáy này là xã An Cư cũng kế bên. Thì bây giờ là mới vừa xong mấy chú từ thiện, nói chung là cũng hơi mệt, thì cô cho nghỉ chừng 3-4 ngày thì cô xem xét xong là cô cắt. Thì cô dùng cái số tiền của bà con mạnh thường quân đây là cô cất nhà, chứ giờ mình thấy phát rau củ thì cũng rất nhiều người. Có bà con ta cũng lại phát gạo con. Phát gạo, phát rau đồ cô thấy có rồi. Nhưng mà nhà thì chưa có ai có. Nên bây giờ cô dùng số tiền này là cất nhà cho bà con chút chút. Còn rau củ là cũng có các mạnh thường quân như ít đỉnh á. Còn số lượng nhà thì nó rất nhiều tiền. Nên bây giờ được mạnh thường quân gửi đây thì cô là cô cũng cất nhà từ đó tới giờ, cũng hồi Tết tới giờ cũng. Nếu đợt này 30 căn nhà đó. Thì bây giờ cô cũng tiếp tục cắt nhà cho bà con trong cơn lốc xoáy này. Thì cô đi tìm xác minh thật là rõ ràng cái nhà nào nghèo nhất, mà cái nhà nào là già cả không bằng được thì cô cắt căn nhà đấy trước đó. Thì bây giờ cũng có các mạnh quân gửi cho cô hẳn mấy ngày, 2-3 ngày nay cũng rất nhiều, thì cô tập trung cho cất nhà. Thì hôm nay số tiền đây là của cô Hậu Giang đó, cô Nga Hậu Giang đó, cô cũng dùng cất nhà. Thì khi cô cất nhà xong rồi cô cũng ra cái danh sách bao nhiêu người ở đâu bao nhiêu tiền. Cô cũng lúc đó Dương Cầm cũng quay lên thì cô cũng gửi cho bà con xem, cũng đâu đó rõ ràng. Nói gì hôm nay cô rất cảm ơn cô Nga và cô Quanh Trường và cô dấu tên. Cô rất cảm ơn, cầu chúc cho gia đình được bình yên, vạn sự tai qua nạn khỏi, làm đâu việc đó phát tài phát lộc để có đồng tiền giúp cho bà con nghèo. Nói cô là hồi hướng cho ba gia đình này. Mô Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Thì cô Năm các nhà thì có rất là nhiều hộ, mà nhiều hộ thì là hư hại hoàn toàn hết.
rất nên nhiều. Cô Năm phải đi khảo sát lợi lựa cái nhà nào tệ nhất mà người ta khó khăn nhất, đúng, mà ta bị là cái như hoàn toàn hết rồi mình cắt lại để nói chung ra thì tiền tốn thì có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu, chỉ nói vậy thôi. Thì bây giờ á, cô nói cũng như là cái số lượng nó rất nhiều, mình một mình làm cũng không có hết nữa, nhưng mà mình một mình phải đi lựa cái nhà nào rất là khổ, rất là nghèo, mà cũng như là sắp lóc thấy là không còn cái nhà đó thì mình cắt cái nhà đó trước đó, rồi những người khác nữa, nhà nước nữa cũng tiếp tay nữa chứ mấy trăm căn nhà một mình cô cũng đâu có lo đủ. Nhưng bây giờ khả năng mình có được một căn thì mình cắt một căn, nhưng mà mình lựa gấp cho đúng đúng người nghèo, đúng người khổ là mình cắt trước cho người ta có cái mắm để đỡ. Rồi thì cảm ơn quý vị đã ủng hộ để cô Năm làm việc thiện nguyện. Thì sẵn đây con cũng xin hỏi cô Năm là có người cũng bình luận á cô Năm, nói chứ khuyên tu mà tới giờ họ mà chỉ chắc lâu lâu họ vô mới coi được clip, họ nói khuyên tu mà nói tu sao, tu thế nào không nói. Mà cô Năm cô cháu mình khuyên cô đã nói hàng ngày luôn đó. Đúng rồi. Mà chắc họ lâu lâu vô để nói một ba họ chỉ coi được clip đó cái họ lên bình luận gì không có thôi. Hiểu hết. Cô nè, cô nói rất là kỹ, cô nói dạy những người giàu tu như thế nào, người nghèo tu như thế nào, người rất là nghèo đi bán vé số, cô chỉ từng ba giai cấp luôn. Chỉ rất rõ ràng, nghèo mình tu theo nghèo, giàu tu theo giàu đó, bực chung theo bực chung, người già tu theo người già, người trẻ tu theo người trẻ, nó ba bốn cái đường tu lắm. Tại vì như vậy nè, cô nói rất rõ trên mạng, trên clip rất nhiều, tại vì bà con coi không có nhiều clip nên không hiểu. Cô dạy những người nghèo vẫn tu được, người nghèo nói cô ơi, nghèo quá làm sao con tu. Cô nói á, nghèo vẫn tu được thì tu á, chỉ có niệm Phật với làm hiền làm lành, là đi bán vé số cũng tu được đó. Trong khi đi bán vé số niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm từ bi lòng thiện mở ra, mình nghèo mình đâu có tiền mình cho thì mình mở cái tâm từ bi, mình thấy người nghèo khổ mình thương, mình giúp đỡ dẫn qua đường, hoặc là mình niệm Phật cao an ủi để hồi hướng cho người này, gọi là tu rồi đó. Nên là cô nói rất nhiều nhưng bà con không có coi hết, rồi không có hiểu, rồi bình luận nói cô chỉ kêu tu làm sao mà tu. Cô nói rất kỹ luôn, cô nói rất là kỹ lưỡng nghe. Cô dạy những người công nhân cũng, cô cũng chỉ luôn, công nhân đi làm công nhân công ty vẫn tu được, là niệm Phật ngồi đâu, ví dụ mình đang mình làm việc thì mình ngưng, mình khi mình nghỉ làm việc thì mình ngồi mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm, là tất nhiên là tu rồi đó. Niệm Phật thì có Phật thì cái tâm mới mở từ bi, mà cái tâm từ bi thì mới không làm việc ác đó, thì cái việc thiện nó đến với mình. Mình không làm những gì ác hết, có cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới dẹp được cái lòng ác của mình, mới hiện ra cái lòng thiện, thì mình mới tu là tu như vậy đấy. Chứ cô đâu có kêu mà ngồi tại nhà mà tu, rồi là ngồi đó mà tụng kinh gõ mõ là tu đó. Tu là những người công nhân đi làm còn kiếm cơm, rồi nuôi vợ nuôi con nuôi chồng thì phải đi làm có tiền mới sống mới tu được, thì cô chỉ cái cách tu như vậy. Còn cái người mà lớn tuổi đó không có đi làm được thì tu ở nhà. Tu ở nhà thì con cháu đi làm có tiền về thì mình ở nhà mình lo tu cúng lại ngày hai thời niệm Phật làm hiền làm lành, là tu theo lớn tuổi. Còn người ta nhà giàu nữa tu theo giàu, ta có tiền ta đi làm từ thiện, ta làm phước, ta gặp chỗ này ta đưa 5-10 triệu hoặc 20 triệu ta bố thí làm gì, người ta tu là người giàu tu. Còn mình nghèo mình không có phải có tiền mình đưa như người giàu được, thì mình tu bằng cái tâm. Cô chỉ rất là kỹ luôn bà con, nếu coi xem clip thì có coi cho từ đầu tới cuối mới hiểu. Chứ mới vô coi một chút là nói là cô biểu tu vừa ngồi đó không tu, rồi tiện đâu ăn. Cô nói làng hoàng vừa làm vừa ăn vừa tu, tu là rất là dễ. Thì màn này á, là cũng như là thầy nói rồi, kỳ này á, xả tội chỉ còn có một lúc nữa thôi, mà mình biết xả tội rồi thì mình tu gấp. Tu gấp có nghĩa là trước đây mình làm việc gì tội lỡ mình cũng như bây giờ ông Phật nó xóa rồi, thì bây giờ mình tu gấp là mình dù đang đi làm công nhân hoặc là làm thợ hồ cũng vẫn tu được. Khi nghỉ việc giải lao niệm Phật, niệm Phật là làm mở, niệm Phật là cái tâm mình từ bi nó hiện ra liền, thì nó diệt được làm ích kỷ liền đó. Thì mình tu gọi là mình tu đó, chứ không phải cô kia ngồi nhà mà tu. Tu nó đủ cách tu luôn á bà con, suy nghĩ đi. Niệm Phật, niệm Phật cho nhiều thì việc gì nó cũng tiêu, mà mình được cái phước, những việc gì nó xui xẻo nó không có đến với mình, mà mình được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, từ từ cái nó diệt cái lòng ích kỷ của mình, từ từ cái nó diệt cái lòng tham của mình, nó diệt được cái lòng tham lam ham sân si của mình, nó diệt
từ từ cái chữ sáu chữ Di Đà mà nó diệt tất cả những việc tà đạo luôn. Mình niệm Phật hoài, lúc nào mình cũng nhớ Phật thì những việc tà nó đâu có đến với mình. Ví dụ bây giờ mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình thấy người đó không giữ nó, thôi tôi niệm Phật tôi đâu có chữ lên chi. Thì đó, nhờ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà diệt tất cả những việc ác, điều thiện nó hiện đến. Thì cô kêu là tu vậy đó bà con. À, là cô khuyên nè, công nhân cũng được, thợ hồ cũng được, bán vé số cũng được, tu vẫn được, không có gì là không được. Mỗi người có cách tu khác nhau. Ừ, chứ không phải là phải ngồi nhà tụng kinh suốt ngày mà gọi là tu. Cô chỉ rất là rõ luôn bà con nghe, công nhân vẫn tu được nè, thợ hồ vẫn tu được nè, đi làm công ty vẫn tu được nè. Tu là niệm Phật, tâm từ bi gọi là tu. Còn cái tu mà người ta xuất gia đó, cạo đầu đó vô chùa gọi là tu khác nữa. Còn mình là tu, là tu tâm, tu tánh, tu cư sĩ tại nhà. Còn người ta xuất gia là khác, chứ không phải là cô nói là nó nhiều giai cấp lắm. Những người ta xuất gia, người ta muốn là thoát cắt ái ly thân mới thoát cái cảnh này, thì người ta xuất gia, ta vô chùa, ta tu cái đó là khó. Còn mình là tu tại gia mà có chồng, có vợ, nhưng bây giờ không cần xuất gia đâu bà con. Màn cuối rồi bà con, tu đi, tu cái tâm mình á, cái tâm mình từ bi, cái tâm mình biết thương người, không sân si, không tham. Không tham mà tham sân si là bỏ dẹp, buông bỏ tham sân si. Bốn cái đó nè, tham, tham sân si nè, buông bỏ đi. Là buông bỏ ba cái đó thì nó hiện lên ba cái điều lành đến với mình. Mình buông một cái tham thì mình làm được một cái thiện. Thì mình làm phước là mình buông cái tham, nếu mình làm phước mình cho người ta, mình còn tham chi, là mình diệt được một cái. Thấy không bà con, thấy không? Thí dụ mình bố thí là tất nhiên mình diệt được cái tham rồi đó. Mình biết bố thí mình đâu có tham nữa. Mình bố thí là tất nhiên mình làm phước rồi, mình tham vô là hết, diệt được cái tham đó. Rồi mở cái tâm từ bi thương người, biết thương người là diệt được cái ác rồi đó. Cái thương người là diệt được cái ác rồi. Đổi qua ba cái tham sân si, đổi là ba cái thiện. Nên là bà con thấy gán tu là tu như vậy đó. Cô nói là tu như vậy đó, rất là dễ luôn, chứ không phải là cô kêu ngồi trong nhà mà tụng kinh gõ mở. Dầu cho bà con có tụng kinh gõ mỏ đi nữa, tối ngày đi mà cái tâm không có từ bi, không có thiện cũng không có chứng. Phật thì Phật chứng cái tâm, những cái lầm. Bởi vì Phật nói là tu, tu cái tâm mình, sửa cái tâm mình, chứ còn bề ngoài không có quan trọng. Chứ bề ngoài dù cho bằng áo cà sa hay là hoặc bằng áo là giặt hò đi nữa, mà cái tâm quý vị không có đàng hoàng, không có trơn chắc rồi cũng không có chứng chỗ nào. Chứ không phải mà nói là cô nói đây là rất là dễ, bà con phải nghe cái clip nghe cho nó hết, cho nó rõ ràng. Cô dạy từ từ nè, nghèo nè, bậc chung nè, rồi bậc giàu nè, khác nhau hết. Tu nó tới ba bậc. Dạ, cảm ơn cô Năm. Thì cái màn trời lưới bủa thì nhiều cảnh thê thảm xảy ra, sau này chuyện nó sẽ sắp đến. Thì theo như cô Năm á, lúc trước cô Năm cũng có nói rồi, nhưng mà hôm nay con mong nhờ cô Năm chia sẻ lại cho nhiều bà con người ta chưa có biết, chưa có nghe cô nói á, để biết được sau này nếu có những cái cảnh tượng đó mình phải trốn hay hoặc là làm cách nào để mình thoát được cái những cái màn trời phía gác của cô Năm. Thì cô nói cho bà con hiểu biết, đừng có nghĩ rằng chạy đâu trốn nha. Cái thứ nhất bây giờ bà con cứ gắng tu làm hiền làm lành là thoát được cảnh sau này đó, thiên la lưới bủa, thiên tai địa ách, coi như phong ba biển chuyển, tất cả những gì ở trên thiên đều trừng phạt xuống trần gian mình đó. Là chỉ có tu, chỉ có cái tu tâm hiền từ bi, không sân si, không tham lam, không đố kỵ, không gì hết. Cái tâm không là tất nhiên là được Phật cứu, chứ không có nói chạy ra đâu khỏi, không có chạy chỗ nào chứ, mũ không có trốn ở đâu mới được khỏi. Dầu cho bà con không có tu ngộ kế, Phật cũng không có thoát được. Phật đâu có cứu. Thầy nói là cứu những người hiền lương nhân ái, chứ không cứu người hung dữ. Nên là bà con nhớ cái tâm từ bi, hiền từ đó, không tham sân si, hiền lương thì Phật cứu hết. Đến đó là Phật cứu, khỏi nơi khói lửa. Còn mình không có tu rồi đấy thì Phật không cứu. Đến chừng mà loạn ly rồi đấy, là nước dâng lửa cháy tưng bừng hen. Rồi nào là chiến tranh giặc giả, nào là thiên binh, nào là thú dữ hùm tha xấu bắt, đến đó nó ăn những người hung dữ hết trơn. Nên là bà con chỉ tu thôi, chứ không có chạy đâu trốn. Đừng có nghe là người ta tu chạy chỗ này chỗ kia trốn, giờ cho chung ở dưới trong lòng ông Phật cũng không cứu được.
bi diệt tâm ác. Cái tâm từ bi dầu ở đâu, phương trời xa xôi nào, cách biệt Phật cũng vẫn cứu được như thường. Bi diệt Phật ở trên nhìn xuống thế giới, thấy tất cả mà đâu có phải đâu mà Phật không thấy. Đó, nên là bà con chỉ là bây giờ cô nói là bà con phải tu. Tu là rất dễ rồi, bây giờ đâu có khó khăn gì đâu mà phải không tu được. Hiền, thứ nhất là hiền nha, rồi đừng có là tham, sân si, hung dữ đó, bỏ dẹp buông bỏ cái đó thì cái Phật tánh mà nó hiện ra liền à. Bà con nè, không sân si nè, không tham lam thì cái tánh thiện của mình nó hiện ra liền. Mình buông được mấy cái đó đi, bà con gán nhớ là buông là tham sân si à, buông bỏ mấy cái đó đi. Rồi hiền lương niệm Phật chứ nhiều vô. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, lúc nào cũng niệm. Thì Phật thì là lát nữa cứu mình khỏi nơi khói lửa đó, khỏi cứu khỏi nơi thiên tai địa ách đó. Lát nữa là cái này là bà có ông biết không, thiên là trời đó xuống để trừng phạt những người không tu. Nó gõ cho bà con biết luôn là trừng phạt những người không tu, lọc lừa sàng sảy lại mới còn lại người hiền. Chứ còn nếu mà không có cái thiên tai này đó thì là làm sao mà lọc lừa mà sàng sảy cho hết được. Nên là bà con thấy đi, phải gán có cái chữ tu. Tu là rất dễ, không tham, không sân si, không hận giận, không thù, không ghét. Niệm Phật Mô Di Đà Phật vô là như là được rồi đó. Màn chót này cũng dớt luôn đó. Nói cho những người mà cái bằng người không có biết tu đó, không biết đạo đó, chỉ bao nhiêu cũng được đó. Người ta biết đạo là khác. Còn như cô là cô dạy cái lớp mẫu giáo đó, không biết giải ra chỉ tâm từ bi hiền là không sân không si không tham, niệm Phật nhiều vô là cô dạy mẫu giáo đó. Bây giờ dạy mà dớt mẫu giáo đi cho đại học ta biết rồi. Nên là bây giờ cô nói đây hen là cô dạy mẫu giáo đó, dạy những người chưa hiểu đạo, chưa biết đạo là gì đó, thì cô dạy cho rất là kỹ nghe. Niệm Phật nhiều, không tham sân si, không để trong lòng, không thù hận là được Phật cứu. Đó bao nhiêu đó. Cái chữ tham ba cái chứ sanh ra tới sáu cái. Bởi vì mình diệt được ba cái đó là mình sanh ra sáu cái thiện, chín cái thiện. Bởi vì 12 duyên ác đó, diệt một duyên thì con sẽ được một duyên lành, con diệt một duyên thì sẽ hiện ra được một duyên lành. Đó. Ở trong cái là tứ của thầy đó là 12 duyên đó. Diệt được một duyên này thì diệt một duyên ác thì sẽ hiện ra một duyên lành liền. Cũng như bây giờ nè, con làm sao mà con không có biết cái tâm mình tự bi. Con bố thí đi là con dẹp lòng ích kỷ liền. Mà tôi biết bố thí rồi tôi đâu có tham chi nữa. Diệt được liền, thấy chưa? Diệt cái ác là hiện cái thiện ra liền. Bởi vì mình diệt ba cái tham sân si là sẽ hiện ra cái thiện liền. Rồi niệm Phật cho nhiều vô. Cô dạy đây hang là những mẫu giáo nè, những người chưa có biết tu gì hết trơn đó, là nghe lời như cô. Rồi ăn chay lên, ăn chay thí dụ chưa biết ăn 4 ngày, rồi mình ăn từ từ mình tập lên niệm Phật. Đó, bao nhiêu đó là cô dạy mẫu giáo. Còn những người mà trung học, trung học thì cô dạy khác, là phải ăn chay niệm Phật, phải biết đạo đức là gì, phải làm việc thiện gì là trung học. Đại học là khác nữa. Thì ta mới có mẫu giáo mà kêu ta lên học đại học sao ta học nổi. Nên là cô dạy rất là kỹ càng, từng lớp từng người hết, chứ không phải mà cô nói là như là trên cái đại học. Còn cái tiểu học dưới lớp mẫu giáo ta đâu có hiểu. Màn này là cặn rồi, cạn kiệt rồi, cô phải dạy mẫu giáo luôn. Chứ còn mà nói mà tới trung học đại học người ta không hiểu đâu, không hiểu. Nên bây giờ là bây giờ cứ như là cái đìa tắt chặn cạn rồi đó, mình phải sắc lại luôn cho những người mà kêu bằng chưa từng biết tu vẫn tu được. Nên bà con nghe cái clip của cô Năm này, gán gán mà tu bòn mót luôn. Bây giờ cô chỉ những người không có biết tu luôn đó, là phải gán niệm Phật cho nhiều, làm hiền làm lành đó. Là cô dạy cấp mẫu giáo luôn đó. Nên bà con gán nghe cái clip này mà gán gán tu hen. Còn những người công nhân đi làm vẫn tu đó niệm Phật, thì cô dạy niệm Phật làm hiền làm lành vẫn tu được luôn. Còn người tại gia thì phải cô tu cho đúng thời, đúng thời cúng, đúng giờ, đúng khắc, là cái người ở tại gia. Còn ở nhà không có đi làm là tu cho đúng cái buổi thời cúng của mình. Còn cái người ta đi công ty rồi tới, ví dụ ta tăng ca, làm sao mà cúng mà cho đúng cái giờ được. Bởi vì mình phải tùy cơ duyên
mà mình mới phiên người ta, chứ còn bắt buộc vào cái khuôn khổ rồi ai tu được. Trời ơi, đứa nó con làm công ty tăng ca tới 7-8 giờ, 8-9 giờ sao con về con cúng được, vẫn được luôn, con cứ niệm Phật đi, rồi chừng nào con về con ăn cơm không sạch, rồi tắm rửa sạch con lên con cúng cũng được luôn, không có đúng giờ khác cũng được luôn. Tại mình cái thời buổi này con biết đời mạt hạ này người, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cảnh này là cảnh khổ, đang sống với cái cảnh khổ mà không làm ra tiền lấy cái gì mà ăn mà sống mà tu nó, nên là phải làm kiếm từng bữa cơm mà mình đúng giờ đúng khắc, mình bắt buộc con người ta vậy làm sao được, ăn thua cái lòng mình thôi. Còn những người ở nhà ăn ở không đó, không có làm thì phải túng cúng cho đúng giờ đúng buổi đó, còn tùy cơ chứ đâu có phải bắt ai cúng giống vậy. Nên là mấy đứa nó hỏi nhưng con đi làm công ty về phiêu rồi sao con cúng được, cô nói được luôn, con cứ ăn cơm xong rồi con tắm sạch sẽ con ra con cúng rồi con đi ngủ, không có gì cho Phật cũng chứng cái tâm của con, chứ không phải chứng cái giờ cái buổi. Tại vì thời cuộc này nó khó khăn, mình làm mới có ăn mới có sống, mình có ăn có sống mình mới tu được chứ đó. Nên là rất là dễ luôn. Cô nói là bà con là từ trẻ, từ những người công ty, những người bán vé số, những người làm việc hồi cũng tu được hết trơn luôn. Bây giờ cô là nói cho bà con biết màn này cận kề rồi, bị gì á cũng như là không còn xa nữa, nên là mình gán tu đi. Rồi mình làm á, ví dụ như mình làm vừa có ăn, vừa đủ mặc, vừa đủ ăn, đừng có tranh đấu để cho làm giàu, không có giàu nổi đâu bà con. Bây giờ bà con thấy không, nói chung là trên cái nước Việt Nam mình bây giờ công ty nè cũng là làm thất nghiệp, những công ty nó cũng không có làm được, kinh tế đồ suy sụp hết. Đây tới gạo lúa bây giờ gạo bên đây lên giá nữa rồi đó. Bữa đó cô mua 15.000 một tấn, 15 triệu một tấn, bên đây là 16 triệu đó. Tới đây nè đau đó nè, bởi vì thầy nè đau đó liệu cơn nhà gách, tới đây nó đủ thứ chuyện luôn. Nên bây giờ bà con miễn không đói là mừng rồi đó, làm niệm Phật cho nhiều vô, làm hiền, làm không làm việc ác nha. Còn những nghề sát sanh rồi bà con buông bỏ bớt đi, nghề sát sanh buông bỏ bớt đi đó. Mình làm cái việc nào thí dụ bán giấy số cũng được, đâu có sát sanh cũng được, cũng ngày kiếm 100-200 ngàn sống cũng được. Thí dụ bà con quá là nghèo khổ phải không, đi làm nghề bán giấy số cũng được hơn đi nghề bắt sát sanh. Nên là cô phiên những gì rồi cạn kiệt rồi, không còn bao lâu nữa, nên gán cho kiếm cái chữ tu mà nhờ thân sau này, chứ thôi sau này là khổ lắm, cận kề. Có trốn chỗ nào chứ, bà con đừng có nghe lời người ta mà chạy chỗ này trốn kia trốn, thì mình cũng chạy hen. Ví dụ bây giờ đánh ở trong đất thì mình chạy xuống Long Xuyên, Long Xuyên đánh mình chạy xuống Cần Thơ vậy đó, mình chạy một vòng vậy thôi chứ không có trốn chỗ nào cũng được hết. Thì đánh chỗ này chạy chỗ kia núp đỡ vậy thôi, giống như thời chiến tranh hồi đó, thời của cô đó cũng vậy, đánh đây chạy kia chạy, đánh nọ chạy nọ vậy đó, rồi ổn mà mình chạy về. Thì cái thời này vậy chứ không có trốn chỗ nào mà ổn định, không có nói trốn cái chỗ đó ổn định đem gạo lúa dự trữ đó là không có. Bà con nên là đừng có nghe những gì người ta nói, niệm Phật cho nhiều, làm hiền làm lành là Phật cứu đó. Rồi thì nói cái tiếng trốn á, thì ví dụ người ta đánh đây mình chạy đằng kia, ví dụ ở đây ra chị Tôm đánh chạy xuống Long Xuyên, Xuyên đánh chạy xuống Cần Thơ, Cần Thơ đánh chạy xuống Tiền Giang, đi thôi vậy thôi chứ không có chạy nào mà ổn chỗ nào mà ổn một chỗ đó đâu, bà con đừng nghĩ vậy. Những bà con nước ngoài thì mình cứ lo tu mấy cô. Đó, còn bà con ở nước ngoài giàu ở phương nào, bông trong cái bầu trời trái đất này tu là Phật cứu hết, không riêng gì nói đất nước Việt Nam của mình. Em cô nói giàu cho người ở nước, nói chung là cái bầu trời này của Phật, của cha, duyên ti gần duyên là nước này nước kia nước nọ, chứ cũng của cha của mẹ không. Rồi những người đó tu đi ở đâu cũng cứu được hết, không có sợ. Đừng có nói tôi ở bên Tây bên Mỹ tu không được, tu ở đâu cũng cứu được hết. Tới chừng đó rồi đến bầu trời này là Phật dùng phép cái gì mà không được. Còn bà con mà không có tu ở kế ông Phật cũng không cứu được. Còn cô nói bà con ở nước ngoài nước trong gì hết, nói chung là nước các nước ngoài châu Âu đi, tu đi được hết, không có gì làm được. Thành tâm thành lòng, tâm từ bi là được, cứu hết, chứ không phải mà nói là không có được.
nên là yên tâm. Bà con yên tâm, yên tâm ở nước ngoài, yên tâm tu đi, thành tâm thành lòng, tâm mình từ bi bác ái, thương mọi người, không tham sân si, dầu chở đâu đến đó Phật cũng đem về hết, không có gì cứu người hiền ở đâu Phật cũng cứu hết. Mà bởi vì thầy nói cứu người hiền lương nhân ái mà, người nhân ác thì việc hết được cứu. Quan trọng nhất là cái chữ tâm nhé cô nói. Quan trọng là cái chữ tâm. Bởi vì cô lên á, cô không có nói dầm do, nói nhiều bây giờ nó đời cạn kiệt, màng ba rồi, không còn gì nữa. Nên là bà con gán cái tu. Tu ở đây là mình tu cho đừng có xuống địa ngục thôi, chứ không phải mình thành tiên thành Phật gì đâu. Tu mà muốn được thành Phật á, đâu phải dễ bà con. Tu để cho mình không thoát xuống dưới, mình không có xuống dưới diêm phù đó. Tu sao cho thoát cửa diêm phù đó, để mình được ở trên đây, rồi mình tu tiếp tục đó. Còn không mà không có tu rồi xuống dưới đó là khó mà lên lắm. Còn mà ông Năm á, ông giảng cái pháp mà ông là tu là thành Phật, là bà con này làm chưa được đâu. Nên là cô cũng nói cho bà con biết chưa thành được đâu. Nhưng mà gán tu cho qua cửa diêm phù, đừng có lọt xuống dưới diêm phù, là ở dưới địa ngục đó. Mình không lọt xuống dưới, mình ở trên đây đó, rồi mình tu tiếp tục, chứ mình chưa thành Phật thành tiên gì đâu đó. Nếu mà được không được xuống dưới đó mà được ở trên đây là mình rất là mừng rồi. Ừ, chứ không phải mình được thành tu tiếp tục nữa. Nên là cô chỉ bà con rất là dễ luôn. Bây giờ là cũng như là Phật ăn xá rồi, tu rất dễ, làm hiền làm lành là mình được sống nè, làm phước nè, không có làm phước không có tiền, nói chung là những người nghèo phải làm phước đó, làm hiền làm lành, không tham sân si, không hận thù, niệm Phật nhiều vô, hai chữ từ bi, hai chữ từ bi nhớ phải để trong cái lòng hoài, từ bi rồi gặp con rắn cũng không dám đặt đó nữa, đều gọi là từ bi đó, gặp con chuột gì đó, nó ăn nó phá mình nó cũng không dám đặt nữa, đều gọi là từ bi. Giờ con vật chứ nó cũng là sinh linh một con người đó. Nên là cái từ bi của mình nó có rồi, mình không có giết rồi một cái con gì con kiến mình đạp lên mình còn sợ, sợ tội, sợ thấy tội nghiệp nó thương nó. Chứ không phải mình, đó là mới gọi là từ bi đó. Từ bi bác ái đại đồng, thầy rồi đó, con mũi mà thầy còn không cho đập. Con dẹp cắn mà thầy cũng cái câu chuyện mà bên thầy đó kể với nghe không? Ông Năm Lửa, ổng là phục vụ cho thầy, nhân mùng vũ chiếu. Mà cái con dẹp á, bữa nào ổng cũng con dẹp, ổng bữa đầu ổng lấy ổng ổng đem ổng phơi nắng gì đó ba lần. Bữa sau cái bữa thứ ba, lần thứ ba ổng tức quá, ổng nói bữa nào sẽ bắt rồi đem ra ngoài rồi, sao nó cũng thấu cũng chảy chiếc cho thầy cũng gặp con dẹp nữa. Bữa này ổng nói bên ai ha, tao nuốt mày luôn coi mày còn cắn không nha, mày cắn nghe cho mày cắn nha. Ổng nuốt vô họng luôn. Mà thầy về thầy ra đó, thầy nói trời ơi sao bữa nay ông nuốt người ta luôn rồi còn gì nữa. Mà thầy biết luôn. Bữa kia bỏ vô chai mình đem phơi nắng, đem phơi nắng cho nó chết, mình không có chết. Mà chiều vô trải chiếu cho thầy thì gặp con dẹp nữa. Cái bữa thứ ba ông giận quá, ông nói bữa nay nha, tao nuốt mày luôn coi mày còn trốn ở đâu nữa, mày cắn nữa mà. Cắn nè bỏ vô họng nuốt luôn. Thầy la đó thấy chưa, con dẹp mà thầy còn không cho giết cho con thấy đi. Bởi cái lòng từ bi mình có ra rồi, con kiến mình cũng không giết. Làm sao mình làm những việc ác được, con kiến nhỏ chiếu mà mình còn không nở nào mình giết. Mình đâu có làm những việc ác lớn, con nghĩ đi. Tâm từ bi mở ra để được Phật cứu. Bởi vì cô mới nói tu, bà con hay tu nè, niệm Phật nhiều, tâm từ bi mở ra. Những người làm sát sanh đó cô khuyên bớt đi, bớt làm người sát sanh đi, kiếm việc khác mình làm đi. Cái chỗ lốc xoáy con biết không? Ở thị xã An Cư đó, hai nhà khích chắc hang thì cũng anh em có nói cái căn cắn giữa đó là thằng em đó là đi bắt nhái không. Hai cái nhà hai bên yên nguyên, cái nhà giữa tóc ba chấm nhắc còn cái nền không, bóc cái nhà đi luôn lên còn nền không có sạch nữa nè, bóc qua mà kia luôn, thảy mà kia luôn, còn nền chống lẫm. Đúng rồi, còn xã An Cư người ta làm nhái khô, khô nhái nhiều. Ừ, hỏi ra với ba người bạn ở đó bên ấp bên kia bay ba cái nhà luôn, nhà kế bên không bày nha. Hai nhà bên đây có làm nữa không, nhà này có làm không, hai nhà hai bên anh của người ta mà anh của thằng đó mà không làm đó, con thấy chưa nè, trả liền đó. Bởi vì thấy không,
Nên đó là bà con hiện bây giờ, hiện bây giờ thực tế trong cái xã an cư mình đó, mình mới đi xác minh, bữa đó mình chưa có đi, bữa nào gánh cô cháu mình đi hết, không đi hết là để mình khảo sát những căn nhà thật là nghèo mình cắt, rồi mình mới tìm hiểu thêm, tìm hiểu thêm lúc đó cô mới nói cho người ta nghe, người ta phát tâm cho tôi dữ dằn luôn đó. Thực tế luôn đó. Hỏi ra hang cái nhà sát bên là không có làm nghề bắt nhái, nhà này cũng vậy, nhà của mình là nhà nó à, nó nói thôi ở bắt nhái là về làm phôi làm gì đó hang, cái nhà bay mất tiêu mấy nhà tường luôn đó, hai bên hai nhà tường cũng kích chết như nhà mình với bên đây nè, như ba nhà đó nay nhà con giữa vậy đó. Mà nó nói thôi bây giờ mà người dân tộc thôi tôi biết rồi chứ tôi không có dám làm bắt nhái nữa, bữa đó nói vậy. Thấy chưa, rồi hỏi mấy người bạn đó, nó nói mấy người bạn của tôi bắt nhái cũng bay đi được trơn rồi, nó nói gì luôn, ba căn nhà ba bạn đi bắt nhái chung bay luôn rồi. Thấy chưa, bởi vì bà con á màn này cạnh rồi, mình kiếm những việc gì làm lương thiện mình làm. Giờ cho thí dụ mình làm nghề đó, ngày cha mình làm nghề khác, ngày 70 cũng được nữa. Mình cũng có ăn, nhưng mà mình giảm bớt cái tội lỗi của mình lại. Đó, nên bà con phải gắng sửa lại, bây giờ cận rồi. Năm còn lâu dài nữa, để mình vớt lại cuộc đời còn lại của mình sau này để Phật cứu mình. Đó, để mình thoát cái cửa dâm thù. Nên là cô khuyên bà con gắng mà tu. Tu rất là dễ luôn, chứ không có gì khó. Không thôi sau này chưa đâu, cảnh này là còn khỏe đó, còn nhẹ đó. Cảnh này là chỉ ba nhà thôi, chưa có hùm tha xấu bắc đó, là con mày thấy là chỉ mới có cảnh tỉnh thôi, mới có dán màn thôi. Cũng như cái năm này mới có dán màn thôi, dán màn lên chứ chưa có thực hành đó. Là gì vậy đó? Dán màn chỉ có là thê khải về tài sản. Ừ, chứ còn người là chưa đó. Còn tới đây nè, còn thấy thê thảm đó. Đến đó bị thầy mới nói nè, ngày nay khổ với thảm có mấy, ngày sau bây giờ mình thấy bay hồn. Ngày nay khổ với thảm không có mấy hết trơn, ngày sau bây giờ mình thấy bay hồn là tới đây là chết. Bây giờ là thảm là như nhà cửa bay, mình không có sao, mình chưa có chết, nhưng mình còn thấy thảm sầu rồi. Lát nữa mới thấy bay hồn là người chết đó, là mình thấy mình mới bay hồn. Bởi vì mà con gắng tu, khổ với thảm ngày nay có mấy, ngày sau bây giờ mình thấy bay hồn đó. Ngày sau là cũng kế vậy thôi chứ không còn xa. Nên là bà con bây giờ cô Năm nói dòng do trở lại cũng khuyên bà con tu. Chỉ có chữ tu Nam Mô Di Đà Phật là sáu chữ, nhất tâm nhất nguyện là thành tâm niệm đi đứng nằm ngồi sáu chữ Di Đà. Ngồi đâu cũng tưởng vậy thì mới mau. Đó, sáu chữ Di Đà bà con nên nhớ mãi mãi trong tâm. Và những việc ác, những việc thiện, những việc lành làm, còn những việc ác là không làm, tham sân si buông bỏ ra, không để trong lòng. Cho cái tâm mình nó thanh tịnh, làm việc ít ít, sống qua ngày, có ăn đủ rồi. Bây giờ bà con làm cái đó ngàn trăm, làm cái chuyện khác không tội, 70-80 cũng được. Nhưng mình nên nhớ cái chữ từ bi, không sát sanh thì lòng thiện ta còn, mà sát sanh quá thì không có lòng thiện, không có. Nên là bà con khổ, nên là cô phiên bà con gắng mà tu. Tu á, thật tâm thì được thảnh thơi đó. Cái này là cái câu này nói cho những người trung học, đại học. Bà con này mới có lớp mẫu giáo mà mình phiên vậy được rồi đó. Còn những người mà tu đó hen, tới đây là sau này nè, là nãy giờ cô nói về cấp bục đó là mẫu giáo, bây giờ cô nói tới là bậc trung học. Những người biết tu rồi đó mà làm không tròn đó, tới đây cũng trả luôn. À, nên là cô khuyên bà con biết tu thì gắng tu tiến lên, đừng tu sụt lùi. Tu tiến lên để sau này mình mới được. Bởi vì thầy nói nè, cảnh này là quá khổ luôn. Nhồi hai cái cho mình, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, lắm khổ luôn. Thanh tịnh nhàn vui, thanh tịnh nhàn vui, sao mình không tu để mình về. Là cô nói cái bậc chung, bậc tu biết tu rồi đó nha. À, mình gắng tu cho đúng lời thầy dạy để mình về thanh tịnh, thanh tịnh nhàn vui, làm về được cái cõi thanh tịnh, cái cõi Phật rồi là rất là vui. Ăn là chỉ gì là có, bận chỉ gì cũng có, muốn ăn cái gì chỉ gì đó là hiện ra liền. À, còn đi là khỏi cần đi bay, đằng văn bay đi cái tới, mình thấy sung sướng không? Để gán tu được hưởng cái cảnh đó đó, mình gán mình tu được mình hưởng cái cảnh đó đó. Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô Năm. Đến giờ phát khuyên bà con tu. Trước khi kết thúc thì cô Năm gửi lời chào đến bà con. Dạ, cũng chưa đến giờ này cô
mình ăn cơm nha. Mô Di Đà Phật. Thì cô cũng chia sẻ lên đây cho bà con. Cô nói đây là những người là nghèo, đi làm công nhân gì cũng được tu đó. Cô dạy cái cấp bậc là nhỏ để tu, để hiểu biết để tu. Thì cô mong bà con trên cộng đồng và những người nghèo cũng tu được luôn, bán vé số cũng tu được nha. Cô phiên bà con đi bán vé số, mình cầm tờ vé số mình đi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, gọi là tu rồi đó. Rồi mình làm hiền làm lành. Cô chúc cho bà con là mới bước, mới biết vào con đường tu, gán niệm Phật nhiều, ăn chay 4 ngày. Nếu chưa ăn ngày nào thì ăn 4 ngày đi bà con. Nam Mô Di Đà Phật. Vậy rồi, cảm ơn cô nha.